Chào mừng tất cả các em đã quay trở lại với khóa học ngữ văn lớp 6, bộ sách Chân trời sáng tạo cùng trang web olm.vn. Các em thân mến, chúng ta đang ở chủ đề mang tên nuôi dưỡng tâm hồn. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng bước vào phần đầu tiên của việc đi tìm hiểu chi tiết về tác phẩm Lãng quả thông do nhà văn Paul Topski sáng tác bài học của chúng ta sẽ gồm những phần chính như sau chúng ta sẽ tìm hiểu về ba nội dung chính đó là sự việc đề tài và chủ đề thứ hai là nhân vật và thứ ba là những hình ảnh chi tiết có ý nghĩa trong tác phẩm bây giờ chúng ta sẽ cùng bước vào phần thứ nhất đó là đi tìm hiểu về sự việc đề tài và chủ đề đây là ba yếu tố rất quan trọng Mỗi khi chúng ta đi tìm hiểu về thể loại tự sự, đặc biệt là truyện ngắn. Vậy các em hãy cho cô biết, phần trích học trong sách giáo khoa của văn bản Lãng Quả Thông gồm những sự việc nào? Rất chính xác, văn bản trích học của truyện ngắn Lãng Quả Thông gồm những sự việc sau. Sự việc 1 đó là Dagny chuẩn bị trang phục đi nghe hòa nhạc cùng cô Magda và chú Ninser Sự việc thứ hai là Dagny bất ngờ đón nhận món quà mà nhạc sĩ Edward Grigg hứa tặng cô 10 năm trước Đó là bản nhạc viết riêng cho cô năm cô 18 tuổi Và sự việc thứ ba là những cảm xúc, suy nghĩ của Dagny sau khi đón nhận món quà đặc biệt Vậy là các em đã nắm được những sự việc chính cơ bản của văn bản Lãng Quả Thông rồi đúng không nào? Và nếu như chúng ta sâu chuỗi những sự việc này lại với nhau thì các em sẽ có được cốt truyện của văn bản Lãng Quả Thông phần trích học. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về đề tài của tác phẩm này như những kiến thức mà chúng ta đã cùng đi nhắc lại ở trong phần tri thức đọc hiểu thì đề tài là hiện tượng đời sống được miêu tả và thể hiện qua văn bản hiện tượng đời sống đó sẽ chi phối và tác động tới mọi sự việc chi tiết xảy ra trong chuyện hay nói cách khác là mọi sự việc chi tiết diễn ra trong tác phẩm sẽ đều xoay quanh hiện tượng đó nhờ có hiện tượng đó mà xuất hiện để có thể nắm được đề tài của lãng quả thông thì các em cần đọc thật kỹ toàn bộ văn bản, bao gồm cả phần tóm tắt phần trước của chuyện đặt ở đầu văn bản để có thể nắm được đề tài của chuyện này. Vậy bây giờ các em hãy cho cô biết lãng quả thông có đề tài là gì? Đề tài của chuyện lãng quả thông đó là Lãng quả thông miêu tả về cuộc gặp gỡ giữa Edward Garrick và cô bé Daphne Pedersen. Có thể nhiều bạn ban đầu sẽ cho rằng đề tài của chuyện là buổi hòa nhạc mà ni đi xem cùng cô Magda và chú Nilsson. Nhưng tại sao lại có buổi hòa nhạc ấy? Bài hát gây xúc động và tác động mạnh mẽ đến ni do đâu mà có? Tại sao nhạc sĩ Edward Grigg lại có thể sáng tác được bài hát này? Tất cả là nhờ có cuộc gặp gỡ giữa Edward Grigg và Dani Pedersen. Đây chính là hiện tượng đời sống đã được tác giả tập trung miêu tả và thể hiện qua chuyện Lãng quả thông. Cùng với đề tài thì chủ đề của truyện ngắn cũng là một điều mà chúng ta cần quan tâm khi tìm hiểu về truyện ngắn những kiến thức về chủ đề thì cô cũng đã điểm lại ở trong bài chi thức đọc hiểu chủ đề là vấn đề chính mà văn bản nêu lên qua một hiện tượng đời sống hay nói một cách đơn giản hơn thì chủ đề chính là thông điệp là bài học mà tác giả muốn gửi gắm thông qua những gì được thể hiện trong tác phẩm thông qua chuyện ngắn này thông qua tác phẩm ấy chúng ta nhận được thông điệp gì chúng ta nhận được bài học gì thì đó chính là chủ đề của văn bản các em lưu ý chủ đề bao giờ cũng phải tương thích với đề tài bởi qua đề tài hay qua hiện tượng đời sống thì chủ đề mới được hiện lên vậy bây giờ các em hãy xác định giúp cô chủ đề của chuyện ngắn lãng quả thông thông qua câu hỏi tương tác sau rất chính xác. Chủ đề của chuyện lãng quả thông đó là qua câu chuyện về cách tặng quà và món quà mà nhạc sĩ Edward Grick tặng cô bé Dagny Pedersen, tác giả khẳng định giá trị và ý nghĩa của món quà tinh thần và của âm nhạc đối với tâm hồn con người. Nếu so với đề tài mà chúng ta đã tìm được ở phần trước, thì chủ đề và đề tài tương thích với nhau. Chủ đề bao giờ cũng phải tương thích với đề tài, bởi vấn đề thông điệp được gửi gắm qua đề tài. Đề tài và chủ đề không bao giờ tách biệt nhau. Vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng nhau đi tìm hiểu một số khía cạnh nổi bật của truyện ngắn là sự việc, đề tài và chủ đề. Thế nhưng khi tìm hiểu một tác phẩm tự sự, Đặc biệt là chuyện ngắn, chúng ta không thể nào bỏ qua việc tìm hiểu về các nhân vật bởi qua những nhân vật này mà tư tưởng, tình cảm của tác giả cũng được thể hiện. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về các nhân vật trong lãng quả thông. Nhân vật đầu tiên là nhân vật chính, nhân vật trung tâm của tác phẩm, đó chính là cô bé Dagny Pedersen khi khắc họa nhân vật Dagny Pedersen, tác giả đã lột tả về cả ngoại hình, lời nói, suy nghĩ và hành động của cô bé này. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng bước vào đi tìm hiểu về khía cạnh đầu tiên, đó chính là ngoại hình của nhân vật. Các em hãy tìm giúp cô những chi tiết mà tác giả miêu tả về ngoại hình của nhân vật này. ngoại hình của cô bé Dagny Pedersen đã được tác giả miêu tả như sau đó là cô mặc chiếc áo dài nhung đen loại nhung tuyết rất mịn ban đầu thì cô định mặc chiếc áo dài trắng độc nhất của mình thế nhưng qua lời khuyên của chú Ninser thì cô đã mặc một chiếc áo dài nhung đen và quả thực lời khuyên của chú Ninser rất hợp lý và đúng đắn bởi chính màu đen của chiếc áo dài này đã tôn lên nước da mai mái nghiêm nghị trên gương mặt của Đắc Ni và đồng thời cũng làm cho đôi bím tóc dài lấp lánh vàng mười của cô trở nên rất nổi bật. Nhờ trang phục và vẻ đẹp của cô bé mà chú Ninser đã phải thốt lên rằng, ni đẹp như thể nó đi gặp người yêu trong buổi đầu tiên. Đây là một phép so sánh rất thú vị, bởi những cô gái trong buổi hẹn hò đầu tiên thì đều có sự trau chuốt rất kỹ lưỡng về ngoại hình. Qua lời nhận xét này của chú Ninser, chúng ta có thể hình dung ra được ni rất xinh đẹp trong sáng và nổi bật trong chiếc áo dài nhung đen và có những nét đẹp của tuổi mới lớn. Như vậy, chỉ qua một vài câu văn và đặc biệt là lời nhận xét của chú Ninh Sơ mà chúng ta có thể hình dung ra được vẻ đẹp của cô bé Dagny Pedersen. Vậy những điều gì đã xảy ra với Dagny trong buổi hòa nhạc? Cô bé đã có những cảm xúc Suy nghĩ và hành động như thế nào trong khi và sau khi nghe bản nhạc ấy thì ở bài học sau chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đi tìm hiểu. Bài học ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý quan sát và lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những bài giảng tiếp theo cùng olm.vn.